Xin kính chào chị em và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến chị em và các bạn chiếc đồng hồ dành cho nữ LTD. Đây là chiếc đồng hồ được sản xuất bởi Advance Watchco Hoa Kỳ. Model là Amrize 6 gạch 02 23999 BWX. Chiếc đồng hồ sản xuất với cái vỏ thép viền tròn đường kính 32 mm, điểm bắt dây ra là 18. Đồng hồ chạm máy quắc của Citizen Nhật Bản Miyota 2034. Đây, toàn thân chiếc đồng hồ đây. Tổng quan thì chiếc đồng hồ mới khoảng 95%. Dây da đồng hồ đây, điểm bắt đây. Đấy. Mặt kính của chúng ta có cái mặt kính rất là độc và lạ. Đó là cong lùa lên trên và có màu xanh lá non. Đấy. Mặt số thì mặt số trắng. Ba kim và số chỉ giò Latin đều mạ màu đen. Chiếc đồng hồ dành cho nữ. Đây, đồng hồ chúng ta đây.